Thưa quý vị và các bạn, chơi hụi hay là họ phường vốn là hoạt động góp vốn làm ăn có tính chất tương trợ lẫn nhau trong một nhóm nhỏ cộng đồng được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Tuy nhiên hiện nay chơi hụi đang biến tướng thành một hình thức đầu tư tài chính tại các địa phương, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Lợi dụng tâm lý hám lãi cao của người dân nên nhiều chủ hụi đã đưa ra mức lãi cao hơn cả ngân hàng để thu hút người chơi. Đến khi năm hết Tết đến, khi mà nhiều gia đình đang trông chờ sẽ lấy được số tiền chơi hụi để có thể chi tiêu sắm sửa thì xảy ra tình trạng là chủ hụi khất lần không trả, thậm chí là bỏ trốn dẫn đến vỡ hụi. Đây là thực trạng đang diễn ra phổ biến trong những năm gần đây, gây bất ổn cho an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn trao đổi trong chuyên mục chuyện tối nay với sự tham gia của khách mời là luật sư Hoàng Thị Thuyên thuộc công ty luật An Viên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã tới với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời luật sư hãy gửi một lời chào đến khán giả đang xem chương trình ạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình VTC14. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước hết xin mời luật sư cùng quý khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Những ngày này, bà Hoàng Thị Mượn đứng ngồi không yên khi mà gần 200 triệu đồng tiết kiệm có nguy cơ mất trắng vì chơi hụi. Do tin tưởng người cùng thôn nên mỗi tháng bà Mượn đã đóng 6 triệu đồng cho chủ hụi mà không có bất cứ một giấy tờ đảm bảo nào ngoài cuốn sổ đơn giản này. Thắt lưng buộc bụng, thế tôi để dành để dụng thì nó ra nữa. Đến nên lúc ông nhìn nhà tôi chết 15 năm nay rồi thì tôi mới tí rau dền cho tôi hái cả năm. Mỗi ngày thì được một chục, ngày thì được hai chục. Thế tôi cóp nhặt rồi nó rủ tôi đi phường thì tôi nghĩ bảo thôi già, giờ chả làm được cái gì. Thì tôi đi phường với nó thì để tôi lấy đồng lờ đồng lãi để tôi dưỡng già. Chứ không may bây giờ là tôi dưỡng chết các cháu ạ. Theo người dân nơi đây thì tổng số tiền mà họ đã đóng cho chủ hụi lên tới khoảng 40 tỷ đồng và tất cả đều mất tiền với cùng một cách tương tự như bà Mượn. Cứ ra đóng tiền cứ đều như là vắt chanh, không có tháng nào chậm trễ, ngày nào cũng đúng cứ là 25 đến 30 là cứ hàng tháng là đến ra đóng. Bây giờ mỗi một lần đóng chỉ đóng bao nhiêu tiền? 20 triệu ạ. Mỗi một lần là 20 triệu, như đến lúc giờ là được 21 tháng rồi, là gần 2 năm rồi. 21 tháng mỗi tháng là 20 triệu. Mà bây giờ chúng tôi xin giả lấy gốc thì lấy gốc cũng được. Cùng cảnh ngộ với người dân tại Hà Nội, nhiều tiểu thương tại chợ Cống, thành phố Huế cũng đang lao đao khi chủ hụi đã ôm hàng tỷ đồng trốn khỏi địa phương. Mà chị bán là cục khoai, cục sản dung trong đây, nếu con đi ăn học, mà hàng nói là để sửa chai sửa cửa mà chưa làm vẽ là phải đưa tiền cho ăn. Liên quan đến tình hình vỡ hụi, mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã vào cuộc điều tra làm rõ, tuy nhiên những nạn nhân cũng chẳng dám hy vọng sẽ lấy lại được số tiền của mình. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung mà người dân rất quan tâm. Đó là phóng sự vừa rồi thì có hiển thị hình ảnh của một cuốn sổ duy nhất thôi ghi lại những cái giao ước của người dân với chủ hụi. Vậy thì có chủ quan quá không khi mà người dân lại tin tưởng hoàn toàn vào cuốn sổ đó, và đó có phải là căn cứ để có thể đem ra khi mà có tranh chấp hay không ạ? Tôi nhìn cái cuốn sổ ấy thì được ghi rất là sơ sài, chỉ có cái chữ ký của cái người giao tiền. Đấy, còn lại không có cái xác nhận của người nhận tiền. Vậy thì nếu như mà có cái tranh chấp xảy ra mà khi ra giải quyết tại tòa án ấy, thì tôi cho rằng là tòa án sẽ không thể chấp nhận cái căn cứ, không thể chấp nhận cái đó để làm căn cứ để giải quyết cái vụ việc của những người chơi họ. Vâng, pháp luật thì không cấm người dân có thể tổ chức chơi hụi như chúng ta đã biết. Tuy nhiên khi mà phát sinh những cái vấn đề tranh chấp như vậy, hoặc là chủ hụi khất không trả tiền, hoặc là họ bỏ trốn vỡ hụi, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào, và trong trường hợp đó thì khung hình phạt đối với chủ hụi sẽ như thế nào ạ? Nếu như mà chủ hụi mà bỏ trốn sau khi đã cầm cái tiền hụi của những người đóng vào thì theo quy định của cái bộ luật hình sự, thì theo quy định tại điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm tài sản hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cái mức thấp nhất đối của cái khung hình phạt nó có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, và cái mức cao nhất thì có thể là lên đến tù chung thân. Vâng, chúng ta thấy là thực tế với nghề nghiệp của luật sư trong những năm vừa qua, giải quyết vấn đề liên quan đến vỡ hụi như thế này, thì đã có trường hợp nào người dân lấy được tiền hoặc một phần số tiền của mình hay chưa? Thật ra cái việc lấy lại tiền của người dân ấy thật sự là rất là hiếm hoi. Bởi vì là khi mà đã giao tiền cho chủ hụi mà người ta đã có mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, thì cái việc người ta còn tài sản để trả lại cho người dân thì
rất là khó, gần như giống như cái việc mà chúng ta thả gà ra để đuổi vậy. Trong quá trình hành nghề của tôi cũng vậy. Tức là việc mà người dân nhận lại được cái số tiền sau khi mà bị vũ hụi thì gần như là không thể nhận lại được. Hoặc nếu có nhận lại thì rất là ít. Bởi vì cái nạn nhân mà bị tham gia vào cái hụi đấy thì thường thì rất là đông. Mà sau khi vỡ hụi xong rồi thì chủ hụi gần như không có khả năng thanh toán. Vâng. Chúng ta cũng thấy là cái mức lãi suất mà chủ hụi đưa ra khi mà lôi kéo những người dân tham gia là cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí hơn so với mức lãi suất của ngân hàng ấn định. Vậy thì theo bà, người dân có phạm luật không khi nhận cái mức lãi suất đó? Theo quy định của Điều 163 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và đã được sửa đổi năm 2009 thì cái mức lãi suất mà người dân cho nhận từ cái chủ hụi từ 2 đến 3 lần thì tôi cho rằng là nó chưa vi phạm luật, bởi vì theo quy định của luật hình sự thì cái mức lãi suất nó phải gấp 10 lần trở lên, cao hơn gấp 10 lần trở lên so với quy định của pháp luật, cộng với lại cái dấu hiệu là phải cho vay với tính chất là mang tính chất bóc lột. Đấy, còn người dân của chúng ta chỉ nhận cái mức lãi suất mà dưới 10 lần hoặc không mang tính chất bóc lột thì sẽ không vi phạm vào luật hình sự. Tuy nhiên nếu như bộ luật hình sự năm 2015 có năm 2017 sắp tới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì theo quy định tại điều 201 ấy, thì cái việc mà nếu như người dân mà cho vay mà nhận mức lãi suất lớn hơn gấp 5 lần mức lãi suất mà bộ luật dân sự quy định và cái mức thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì cũng có khả năng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, đó là những điều mà người dân rất là quan tâm khi mà biết về mức lãi suất là cao gấp đôi gấp ba ngân hàng như vậy. Để giảm đến mức thấp nhất những cái rủi ro khi mà người dân có chăng là họ có tham gia vào một nhóm hụi nhỏ thì chúng ta sẽ cần phải có những cái căn cứ pháp lý bằng giấy tờ như thế nào ngoài cuốn sổ mà chúng ta vừa xem ở trong phóng sự? Theo tôi, người dân nếu muốn mà bảo vệ được cái quyền lợi của mình khi tham gia chơi hụi thì theo tôi người dân nên làm một số những cái việc như sau. Cái quan hệ chơi hụi thì nó dựa trên chủ yếu về tín chấp, tức là tín chấp giữa người chơi hụi và chủ hụi và những người chơi hụi với nhau. Vậy nếu muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình thì trước hết, trước khi chơi hụi thì người dân nên tìm hiểu thật kỹ về nhân thân, về uy tín cá nhân cũng như về thu nhập, về tài sản của chủ hụi. Cái thứ hai là phải tìm hiểu thật kỹ về nhân thân, về uy tín cá nhân cũng như thu nhập của những người cùng tham gia hụi với mình. Đấy, và cái thứ ba, trong quá trình chơi hụi thì cái việc mà ghi nhận các số tiền thì chúng ta phải ghi, phải lập cái sổ họ theo đúng cái quy định tại điều 9 của Nghị định 144/2006 của Chính phủ. Vì trong cái điều 9 của Nghị định 44 nó quy định rất rõ về cái nội dung của cái cuốn sổ họ. Đấy, nội dung của cuốn sổ gồm với những cái nội dung gì, và đặc biệt trong đó có một cái nội dung là khi mà giao tiền ấy, thì phải có chữ ký của người nhận, người giao. Đấy, đặc biệt là chúng ta nên điểm chỉ bằng tay, bởi vì cái việc điểm chỉ bằng tay nó rất là quan trọng. Sau này chữ ký có thể là không dám định ra, nhưng cái điểm chỉ bằng tay ấy, thì kể bất kể thời gian như thế nào sau này thì với cái kỹ thuật ấy, thì người ta cũng có thể dám định ra. Đấy. Và cái tiếp theo ấy, thì khi tham gia chơi hụi ấy, thì chúng ta nên là lập một cái hợp đồng. Đấy, cái hợp đồng đấy quy định thật là rõ, tức là quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia chơi hụi. Và cái hợp đồng đấy cũng nên được công chứng, bởi vì theo quy định của pháp luật ấy, thì nó cũng cho phép công chứng cái hợp đồng chơi hụi đó. Và đặc biệt là trong cái quá trình chơi hụi ấy, thì theo tôi ấy, thì người dân phải thường xuyên, tức là trong cái một cái hụi ấy, thì chúng ta nên thường xuyên là phải có kế hoạch để họp hụi, để kiểm soát và minh bạch các cái thông tin mà chủ hụi đưa ra. Đấy. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái rủi ro của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn luật sư với những ý kiến cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những ý kiến mà chúng tôi vừa trao đổi thì chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn, có thêm những kiến thức. Được xem là hình thức tiết kiệm khá phổ biến tại các địa phương hiện nay. Tuy nhiên, với nhiều biến tướng trong những năm vừa qua thì khiến chơi hụi trở thành một hình thức có tính rủi ro rất cao. Và thực tế đã có nhiều trường hợp là tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất vì vỡ hụi. Vì vậy, người dân khi muốn tích lũy sinh lợi từ tiền thì nên cân nhắc chọn lựa giao dịch tài chính cho phù hợp để tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.